chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Sơn Đỉnh Audio. Video buổi tối ngày hôm nay là ngày 1 tháng 7 thì Sơn Đỉnh lại tiếp tục giới thiệu đến các bác với những cái sản phẩm hàng bãi Nhật mới về. Và trong video ngày hôm nay thì Sơn Đỉnh sẽ giới thiệu cho các bác là hai chiếc âm ly của hãng Sony. Dòng này là dòng rất là khủng và toàn là những dòng đời cao. Một chiếc là Sony 333 ESG, nó nặng 22 kg. Một chiếc là 3.5 ESX, trong này thì nặng gọi xít xoát 30 cân rồi. Nhưng ngược lại thì với những cái thương hiệu của Sony thì cũng không được ưa chuộng lắm tại thị trường Việt Nam, cho nên là cái giá thành nó rất là mềm. Nhưng ngược lại thì cái cấu hình của những cái dòng âm ly này thì nó rất là khủng. Thì hôm nay Xuân Đỉnh sẽ giới thiệu cho các bác hai chiếc âm ly này. Và vừa rồi thì đang thực hiện một cái clip test, đó là cả chiếc âm ly Sony 333 ESG. Xuân Đỉnh đang phối ghép là một cái cặp loa Sony G5, bát của nó là bát 30, đánh rất là hay luôn. Không phải là vì nó ít tiền hoặc là nó không có thương hiệu tại thị trường Việt Nam mà nó không hay, mà những dòng này nó rất là chất luôn. Mà giá thành thì nếu như mà là không quá quan trọng về thương hiệu thì đây là một trong những dòng âm ly rất là hay so với tầm tiền. Và cả hai chiếc âm ly này thì các bác vừa nghe nhạc cũng như phối ghép vang cơ vang số để hát karaoke gia đình cũng rất là tuyệt vời. Để các bác thấy khi ghép đấy, tiếng đánh rất là căng luôn. Hai chiếc âm ly này thì nó đều có những cái lỗi nhỏ mà Xuân Đỉnh sẽ báo cũng như quay trực tiếp trong video và sẽ để cho các bác một cái mức giá rất là mềm. Hai chiếc này nó rất là nặng luôn. Đầu tiên thì sẽ quay cho các bác là chiếc âm ly Sony 3.3 ASG. Sau này thì về trong tình trạng là máy móc thì hoạt động tốt, nhưng ngược lại thì cái phần đèn báo của nó này, tất cả những phần đèn báo này thì nó bóng của nó đều bị cháy hết rồi. Đấy, chỉ rõ cho các bác là bóng bị cháy rồi. Cho nên khi các bác cắm vào cổng, thí dụ đằng sau nó có chữ CD, các bác cắm vào cổng CD thì trước mặt các bác sẽ xoay cái nút chọn này, xoay từng hồi. Đây Xuân Đỉnh đang cắm cổng CD, xoay. Thì các bác sẽ xoay từng nấc một để nó đóng len là nó sẽ hoạt động. Đấy là cái mà Xuân Đỉnh chỉ để các bác biết. Nó tức là cái đèn này nó sẽ bị mất hết rồi, nó không có đèn sẽ báo nữa. Còn đâu là các cái tính năng khác thì nó vẫn hoạt động bình thường, cầu loa AB. Trong này thì công suất của nó rất là lớn, hơn 200W. Xuân Đỉnh xem luôn đằng sau. Công suất của chiếc Sony 3.3 này là 270W, sử dụng điện 100V. Thì nó có cái lỗi như vậy, cho nên là Sơn Đỉnh sẽ bán rất là rẻ cho các bác. Nếu như bác nào mà không quá quan trọng về hình thức, cũng như chỉ cần một chiếc âm ly vừa nghe nhạc vừa nghe qua karaoke gia đình, thì những dòng âm ly Sony này sẽ đáp ứng được cho các bác. Chiếc âm ly này thì nó bị lỗi là phần đèn chuyển mạch tín hiệu không sáng các bác nhá. Còn nó sẽ vẫn hoạt động bình thường. Đấy. Thì chiếc âm ly này nó sử dụng là 8 sò than và máy nó nặng đến tận 22 kg, có đầy đủ các cái tính năng chỉnh ba tép. Đây. Có tần số của bát tép luôn. Đấy. Ngoài cùng bên này là volume. Size của nó là size 43. Ruột gan máy móc bên trong thì quá đẹp. Và chiếc bên này thì Xuân Đỉnh bán thanh lý cho các bác mức giá chỉ có 3 triệu đồng. Một nguồn khủng, 4 tụ lọc nguồn. Đấy. Và một cái dàn tản nhiệt bằng nhôm này, nó rất là gấu. Những dòng này dòng công suất lớn, cho nên nó thiết kế về máy cũng như phần tản nhiệt nó rất là dày. Nó không như những cái dòng âm ly của Pioneer, nó là tản nhiệt xương cá. Thì những dòng này nó là tản nhiệt bằng gang, nó rất là nặng luôn. Toàn bộ các cái linh kiện của nó toàn là những dòng linh kiện cao cấp. Đấy, đây là bộ tín hiệu khuếch đại đầu vào bên ngoài. Máy móc rất là đẹp. Quay cao lên để các bác có thể nhìn thấy rõ. Đấy. Còn ở phía đằng sau này thì đây các bác cũng có thể nhìn thấy là chiếc âm ly này thì nó đánh cầu loa AB, nhưng cái cầu B thì nó bị gãy một cái đường cầu đỏ rồi. Đấy, chỉ đánh được một đôi loa bên trên. Còn bác nào muốn đánh được hai đôi loa thì các bác câu một cái dây từ bên trong này ra để đấu vào dây dương thì các bác sẽ sử dụng được hai cầu loa AB. Và đây nó bị gãy một cái này. Đấy. Còn đồ máy móc, đít đáy, các cái phần rắc cắm nó rất là mới. Toàn bộ rắc mạ vàng. Rất là đẹp luôn. Sony 333 ESG, điện 100V, công suất của nó là 270W, số series của nó là 491. Xuân Đỉnh bán thanh lý chiếc âm ly này mức giá là 3 triệu đồng. Bằng một chiếc âm ly cỏ thôi, nhưng mà chất âm dòng này rất là hay. Phối ghép tốt những dòng loa Nhật Bass 2530, nắp vang cơ vang số là hát karaoke tốt trên những chiếc âm ly như thế này. Tiếp theo sang bên này thì đó là một chiếc âm ly khủng hơn.
đời nó cao hơn. Những cái dòng này thì nó cũng khá là ít luôn. Dòng này nó cũng có hai chỉ vàng này. Đấy. Dòng này là dòng 3/5 ESX. Thì dòng này thì nó công suất nó lớn hơn nữa. Công suất của nó đến tận 315W thì phải. Sử dụng 4 tụ lọc nguồn, 2 nguồn riêng biệt. Nó sử dụng 8 xò than lớn và rất là nhiều xò than nhỏ. Máy này thì nó nặng đến xít sắt 30 cân. Trước con bên này thì sơn đỉnh vừa vệ sinh, nó bị bay mất cái chữ cầu loa AB. Đây là cái này là cái cầu loa thôi. Nó là cầu AB, A cộng B thôi. Bay luôn rồi. Vì dùng cái chất tẩy nó mạnh quá nó bay mất rồi. Và vận chuyển về nó hơi móp một chút xíu ở dưới. Đây các bác có thể nhìn thấy rõ này. Móp một chút xíu này. Nếu quay thẳng về mặt thì sẽ rất khó phát hiện ra. Nhưng đây là cái uy tín cũng như cái yếu tố mà Sơn Đỉnh bán và tả là phải chi tiết rõ ràng. Thì cái góc bên dưới là nó hơi móp một chút. Đấy. Vẫn có chỉnh ba tép đầy đủ các tính năng, hoạt động tốt, đã test rồi và tiếng dòng này rất là hay. Công suất của nó là 315W, rất là khỏe, sử dụng rất là nhiều sò than linh kiện, máy móc thì rất là khấu, nặng đến xít sát 30 cân. Đây là nội thất của máy, toàn là sử dụng những linh kiện cao cấp thôi. Máy rất là gấu. Hai quả nguồn này nó quá lớn, hai quả nguồn rất là to, 4 tụ lọc nguồn. Và cái tụ lọc nguồn này thì tụ to nó đến 15.000 mi rồi, nó rất là gấu. Đây là có một cái lớp chắn, lớp kính này. Máy móc rất là đẹp, đằng trước đằng sau tất cả các cái phần giắc cắm. Đây Xuân Đình sẽ quay thật chi tiết cho các bác. Hôm nay thì nó có thiết kế theo dạng dè bao cũng rất là tuyệt vời này. Đấy, các cái đường vào toàn mạ vàng. Chê thông tin của cái chiếc âm này này. Đây là Sony 555 ESX. Đấy, được sản xuất tại Japan, series của nó là 307, điện 100V, công suất của nó là 315W. Đây là cầu loa. Đấy, cầu loa thì còn nguyên. Trước hơn bên này thì đấy, nó có một cái lỗi nhỏ như vậy. Xuân Đình bán cho các bác mức giá chỉ có 4.500.000 đồng, để các bác về phối ghép những dòng loa nghe nhạc cũng như nghe loa karaoke gia đình. Trước hơn bên này mặt tiền rất là đẹp thì vì nó nặng quá mà cái hàng này thì bên kia người ta đóng rất là ẩu, cho nên là Sơn Đình là người chịu thiệt vì nó đóng ẩu quá nên là bị nhẹ văng vận chuyển, nó bị móp một chút xíu này thôi. Còn tất cả những cái sản phẩm này thì khi bán cho các bác thì các bác này được phép là mở ra kiểm tra, test kêu rồi mới thanh toán nốt cho bưu điện. Đấy là cái uy tín mà Sơn Đình bán hàng cho các bác cũng như tả chi tiết. Và như vậy thì trong video buổi tối ngày hôm nay Sơn Đình giới thiệu cho các bác là hai cái sản phẩm này thôi. Một chiếc âm Sony 333 ESG, nó bị mất đèn chuyển mạch. Nó vẫn hoạt động bình thường, nó chỉ mất đèn thôi. Mức giá mới cả bị mất một cái cầu loa đằng sau thì Xuân Đình có tả chi tiết thì mức giá chỉ có 3 triệu đồng. Và chiếc Omni 3/5 ESX nó chỉ bị mờ chữ của cầu loa AB ở đây. Đây là cái cầu loa thôi, nó không ảnh hưởng gì cả, nó rất dễ sử dụng. Thì có mức giá là 4.500.000 đồng. Cả hai chiếc này đều là Omni bãi, còn rất là mới từ hình thức. Mọi thông tin chi tiết thì các bác cứ liên hệ cho Xuân Đình theo cái số điện thoại màu xanh góc bên trên bên tay trái màn hình, hoặc các bác cứ liên hệ cho Xuân Đình theo số điện thoại 0395 727 582, và địa chỉ mua hàng là ngõ 42 đường Trần Cung, thành phố Hà Nội. Những sản phẩm này cửa hàng Xuân Đình đều ship toàn quốc và giá không bao ship. Cảm ơn các bác theo dõi video của Xuân Đình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.